Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đổ lỗi cho chính quyền sắp mãn nhiệm của Mỹ tìm cách hạ uy tín tổng thống đắc cử Donald Trump bằng cách lan truyền các thông tin sai lệch. Tại một cuộc họp báo ở Moscow hôm thứ ba, Ông Putin nói, việc tung ra một tài liệu không được kiểm chứng, có chứa các cáo buộc tục tiễu về ông Trump là một phần nỗ lực của chính quyền Tổng thống Barack Obama nhằm hủy hoại tính hợp pháp của Tổng thống đắc cử, mặc dù ông Trump đã có một chiến thắng đầy thuyết phục để trở thành Tổng thống. Ông Putin mô tả một cáo buộc trong tài liệu này rằng ông Trump có liên can tới các hành động tình dục tại một khách sạn ở Moscow năm 2013 là giả mạo. Ông Trump đổ lỗi cho cơ quan tình báo đã dò dì thông tin không có căn cứ những thông tin này cũng đã liên kết ông Trump với chính phủ Nga, đồng thời nêu nghi vấn liệu Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương John Brennan có chịu trách nhiệm về việc này hay không. Trong một tin nhắn trên Twitter tuần trước, Tổng thống đắc cử đã so sánh Cơ quan Tình báo với Đức Quốc xã.